Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 4 tháng 1 năm 2019, xã Lăng Từ Hành, biển kiểm soát TR 15999 do ông Trương Quang Thịnh, quê xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang làm chủ, đang neo đậu trên sông Tiền, đoạn qua chạm Kỳ Hôn thuộc địa phận xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, bỗng nhiên bị chìm, làm mất tích 3 người. Theo thông tin ban đầu, lúc xà lan chìm có 4 người làm công đang ngủ. Anh Quỳnh Trang Niệm, sinh năm 1986, quê ấp 6, xã Thành Phú Đông, huyện Chồng Trôm, tỉnh Bến Tre, là một trong 4 người may mắn thoát ra được. 3 người còn lại bị kẹt lại bên trong. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hiện trường, tích cực tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do gió lớn đã gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí chìm của xà lan. Nhận được tin, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương trục vớt phương tiện và tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Hiện ngành chức năng đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để trục vớt phương tiện và tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích, đồng thời điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện.